Chào bác sĩ ạ. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi là tôi bị đau xương khớp này và còn buổi đêm ngủ hay bị chuột rút ấy, thì liệu có dùng được cái thuốc gì không ạ? Thực tế thì đối với những người bị chuột rút thì có thể có nhiều nguyên nhân, ví dụ như là mất nước hoặc là do thiếu canxi hoặc một số khoáng chất. Đối với những phụ nữ thì cái tình trạng chuột rút do thiếu canxi thì gặp khá nhiều, bởi vì canxi thì có vai trò rất quan trọng trong quá trình co cơ, và thiếu canxi thì gây ra tình trạng như là chuột rút, đặc biệt là vào ban đêm, kèm theo cái tình trạng thiếu vitamin D cũng gây ra đau mỏi, nhức xương khớp. Trong trường hợp này thì nên bổ sung canxi có chứa thành phần cả vitamin D3 để ngăn chặn cái tình trạng đau nhức xương khớp cũng như là tình trạng chuột rút. Chị có thể sử dụng sản phẩm Necker Can, bởi vì trong sản phẩm này thì có thành phần MCHA, trong MCHA thì có phốt pho, magie, có thể phòng ngừa được cái tình trạng chuột rút của chị. Ngoài ra còn có thêm thành phần vitamin D3 và vitamin K là những thành phần rất quan trọng trong cái cấu trúc của xương, và khi sử dụng sản phẩm Necker Can thì có thể phòng ngừa được cái tình trạng chuột rút và tê tay chân như của chị.